Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là mặt tiền đường Trần Phú thuộc phường 5 thành phố Vũng Tàu, trước cái cổng của chợ Bến Đá, đấy, chợ phường 5 đấy. Thì đây ngay gần Ủy ban Nhân dân phường này, ngay gần chợ, gần trường học các thứ là ngay đây hết luôn. Rồi là chợ hải sản các thứ. Khu vực này thì hải sản rất là nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu quý vị nhé. Thì ngay trên cái đường Trần Phú này, mặt tiền đường và cũng ngay gần chợ này luôn, chúng tôi đang có một căn nhà diện tích hơn 120m, nhưng mà trên sổ thì nó đang là 105m, với chiều ngang là 4,5m quý vị ạ. Nó nở hậu, tổng diện tích là nếu như mình hợp thửa lại, tức là có thể để nhập vào trong đất ấy, là có thể diện tích lên tới 122m2. Đấy. Thì giá đang chào bán cho cái căn nhà này, nhà một trệt một lầu cũ thôi quý vị nhé. Đấy. Thì là 11,2 tỷ quý vị ạ. Đấy, thì quý vị nào quan tâm một cái căn nhà ở ngay mặt tiền đường Trần Phú mà vị trí kinh doanh rất là sầm uất ở đây á, thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Đấy, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên nhé.